Ghê. Đấy, hôm cô đơn phải xoáy như thế, xoáy nhanh nào, lộn nhào. Wow. Đấy. Wow. Quá đẹp luôn. Wow. Quá uy lực. Đấy, nó phải quay, nó phải caramel, nó phải như thế này. Cái này đứt phải 30 lần sau. Đến giờ nó đứt thì biết là được. Đây là cái vật mà cái này là có tua này này là có độ xoáy này này. Khi đứt thì nó rơi xuống cát thì nó cũng tính cái độ xuống ra. Cái này nó nêu cái này nó chịu khoảng vài và hàng tấn luôn. Thì là vài hàng tấn như vậy rồi rơi mình... ngày nào đấy thì rẽ chim cũng ngừng kêu. Vì cái này là cái mô bi là cái mô thật là tròn. Cái lửa nhưng mà nó kéo là khỏe mãi rồi. Hôm nay ngày mai nó không thể đứt được đến nhà đấy. Nó vòng tròn thế nào? Ngoài là thực tế thì đứt được.